Chào mọi người, hôm nay mọi người khỏe không nè? Hôm nay Tâm hướng dẫn cho mọi người về cái mẫu móng V-French nha. Thì giống như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình là Tâm vừa mới làm xong cái bộ móng cho cô khách này, là Tâm refill rồi sơn gel cho cổ. Thì Tâm đã refill xong rồi, thì bây giờ Tâm muốn chia sẻ cái cách mà sau khi mình refill xong rồi thì mình sơn gel lên cho cổ cái V-French và những cái đường màu đen giống như vậy như thế nào. Cho nên Tâm muốn chia sẻ tới anh chị và mọi người để chúng ta cùng mà học hỏi kinh nghiệm với nhau nha. Rồi bây giờ mọi người sẽ xem là Tâm sơn như thế nào nè. Tâm sẽ sơn cái màu này lên hai bên cái khóe móng của người ta trước. Thì khi mình sơn nó giống như là mình đang vẽ một cái chữ V lên trên cái móng người ta vậy đó nha mọi người. Thì anh chị và mọi người lưu ý giùm Tâm là khi mình kéo vô như vậy nè, đó mình phải làm sao mà ngay chỗ cái chấm của nó, cái V chỗ nó là phải nằm ngay chính giữa cái móng nha mọi người, đừng có để cho nó xéo nha. Thì cái mẫu này đó anh chị và mọi người có thể sử dụng cho bất cứ cái màu nào mình muốn nha, không có nhất thiết phải là sơn cái màu nude giống như Tâm đang sơn nha mọi người. Tâm muốn chia sẻ cái mẫu này để cho mọi người giống như là khi mà khách họ vô họ đòi cái mẫu móng như vậy đó, thì mình có thể làm bất cứ cái màu nào mình muốn, chẳng hạn như xanh, đỏ, vàng, tím hoặc màu trắng cũng được nha mọi người. Thì mình có thể dùng cái mẫu này để sơn cho bất cứ cái màu nào mình muốn. Thì khi mà mình đã sơn cái mẫu này lên như vậy thì mình có thể tính tiền cho khách là 10 ngón design nha mọi người. Còn cái đường màu đen á, thì mình không nhất thiết phải là dùng cái màu đen không nha. Mình có thể dùng màu trắng, màu xanh, màu đỏ, bất cứ cái màu nào khách muốn. Hoặc mình có thể dùng cái màu silver cũng được nha mọi người, hoặc màu gold cũng được. Thì đây là cái mẫu móng mà giống như là Tâm hướng dẫn cho anh chị và mọi người, để cho giống như là mỗi khi mà mùa hè mình bận rộn đó, mà khách họ muốn giống như là ô Tâm muốn vẽ 10 móng design, thì mình có thể giới thiệu cái mẫu móng này. Thứ nhất là nó nhanh lẹ, thứ nhì là mình có thể tính tiền 10 móng design cho khách nha mọi người. Đây là cái mẫu móng mà sơn nhanh lẹ là và dễ kiếm tiền nè. Thì mọi người thấy không, khi mà mình sơn á thì mình cứ việc tém từ bên hông này kéo xuống nè, rồi bên này cũng vậy. Thì khi mà cái đường nối nó phải nằm ngay chính giữa cái móng nha anh chị và mọi người. Và một điều đặc biệt nữa là đừng có quên mà quẹt đầu móng giúp Tâm nha, nhớ khóa cái đầu móng. Tại vì nếu như mà mình không khóa đầu móng như vậy thì nó sẽ rất là dễ bị bung màu của người ta nha mọi người nha. Thì cái mẫu này nó rất là ơi đơn giản, rất dễ cho bất cứ anh chị nào mà nếu như cho dù mới ra nghề cũng vẫn sơn được nha anh chị và mọi người. Rồi thì Tâm sẽ cho cổ hơ tay nè. Rồi bước kế tiếp là mình sẽ chuẩn bị có một cái màu đen nha mọi người. Thì cái màu này là màu gel nha mọi người. Tâm sẽ vẽ những cái đường line trên đó nè. Nhìn này nha, mình sẽ kéo xuống. Đó, thì khi mình kéo xuống mình phải chấm cái đường line cho nó nằm ngay chính giữa cái móng nha anh chị và mọi người. Rồi mình kéo thêm một đường nữa nè. Rồi mọi người thấy không, rất là dễ, rất là đơn giản. Thì những cái mẫu màu mà cái màu nude giống như vậy á, thì khi mình sơn cái đường line á, mình phải sơn cái màu nó hơi đậm hơn tí xíu. Thì như vậy nó sẽ show cái màu ở dưới của mình nó đẹp hơn. Nhưng mà cũng tùy theo sở thích của mỗi người thôi nha. Nếu như mà khách họ muốn màu trắng hay bất cứ màu gì thì mình cứ làm theo màu đó. Thì cái cô khách này của Tâm á mọi người, là cổ không có thích cái màu nó sặc sỡ, cho nên là cổ thích những cái màu nó nhẹ nhàng đơn giản như vậy đó. Rồi có hôm thì cổ sơn màu trắng, cho nên là vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi ha. Tâm lúc nào cũng nói y chang giống vậy hết trơn á. Rồi mọi người thấy không, khi mình kéo cái đường line này đó thì mọi người lưu ý giùm Tâm là mình phải nhắm trước trong cái tầm mắt của mình nha, là khi mình kéo xuống nó phải đi một đường cho thiệt là thẳng và nằm ngay chỗ cái góc mà khi mà mình kéo xuống đó, là cái gốc màu đen nó phải nằm chính giữa cái móng nha mọi người. Đừng có để nó xéo, tại vì nếu nó xéo nó sẽ nhìn không có đẹp nha. Rồi như vậy là mình đã xong một tay nè. Rồi tay bên này Tâm cũng sẽ làm y chang giống như vậy nha. Mọi người nhìn kỹ một lần nữa nè. Mình đặt ngay cái gốc rồi mình kéo xuống. Thì khi mình kéo phải lưu ý giùm Tâm là cái góc độ của cái màu đen nó phải nằm ngay chính giữa cái móng nha mọi người. Thì cái mẫu này anh chị có thể giống như là mình vẽ hai line cũng được, hoặc là bốn cái cũng được. Giống như cô khách này thì cổ muốn Tâm vẽ bốn cái line đen lên trên cho cổ. Nhưng mà nếu như mà anh chị nào mà thích thì mình có thể dùng hai cái thôi, một cái bên trái, một cái bên phải cũng được, không cần nhất thiết phải dùng bốn cái nha. Thì Tâm muốn chia sẻ cái mẫu này để cho mọi người cùng vẽ cái mẫu này nó nhanh lẹ mà dễ kiếm tiền nữa nha mọi người nha. Thấy không, rất là dễ luôn đó. Nè thấy không?
Cho nên là cái mẫu treo khi mà mình kêu kéo cái lai màu đen như vậy đó thì mình phải cẩn thận nha mọi người, tại vì nếu như mà mình kéo không có chuẩn á, nó sẽ bị lem cái treo của mình đó. Cho nên mình phải đi qua một đường thôi, đừng có nhấp đi nhấp lại nhiều lần nha. Rồi thấy chưa? Như vậy là cái phần mà sơn cái lai đen của mình nó đã xong nè. Rồi bây giờ Tâm sẽ bỏ một tí xíu kim tuyến lên cho cổ nha. Là cổ yêu cầu có một cái chút xíu kim tuyến đó. Thì mình sẽ cho cái đường kim tuyến này nó nằm vô trong cái lòng của hai cái lai đen hồi nãy đó nha. Nhớ lưu ý giùm Tâm là đừng có để nó loang ra bên ngoài nha. Tại vì nếu nó lan ra bên ngoài như vậy thì nó sẽ nhìn không có đẹp nha mọi người. Rồi thấy chưa? Thì cũng giống như có rất là nhiều anh chị thắc mắc hỏi Tâm là ồ Tâm ơi Tâm dễ treo hay là Tâm dễ thường vậy? Thì Tâm cũng xin thưa với anh chị luôn là Tâm dễ bằng treo nha mọi người. Tại vì Tâm thích cái mẫu cái cọ của cái chai thường đó. Cho nên là Tâm mua cái chai thường không về rồi Tâm chiết treo vô Tâm dễ nha. Nhưng mà mọi người phải cẩn thận. Tại vì nếu như mà mọi người chiết qua cái treo trong cái chai thường như vậy đó, mình phải bỏ tất cả những cái chai này vô trong một cái thùng màu đen kín để mình khóa lại nha mọi người. Tại vì cái gel á, nếu như mà mình để ánh sáng vô nó sẽ bị hư cái gel của mình nha. Nhưng mà tại vì Tâm thích những cái cọ đó cho nên là Tâm chiết qua như vậy thôi. Rồi sau khi mà Tâm làm xong rồi thì Tâm bỏ trong một cái thùng màu đen á, rồi Tâm khóa lại, khi nào làm thì Tâm lấy ra. Vậy đó. Rồi mọi người thấy không, như vậy là cái phần kim tuyến của mình nó cũng đã sắp xong rồi nè. Rất là đơn giản và dễ làm đúng không mọi người? Cho dù anh chị nào mới ra nghề thì cũng có thể làm được nha. Cái mẫu này nó dễ làm dữ lắm luôn á. Rồi thì bây giờ cái phần mà sơn và dẻ của mình đã xong, Tâm sẽ chuẩn bị bỏ nước bóng cho cổ nha mọi người nha. Nè thấy chưa, rồi mình kéo xuống. Và đặc biệt một điều nữa là mình phải khóa đầu móng nha mọi người. Thì cái mẫu này trong vòng tích tắc khoảng 5-6 phút là mọi người đã thấy không? Là Tâm đã sơn xong cái mẫu design, rồi mình sơn gel, rồi mình bỏ kim tuyến. Nó rất là lẹ luôn nha anh chị và mọi người. Thì nếu anh chị và mọi người mà chưa đăng ký kênh của Tâm á, thì giúp Tâm đăng ký giùm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống ở Mỹ. Nếu mà anh chị đăng ký kênh của Tâm thì anh chị sẽ theo dõi được nhiều video mới của Tâm hơn. Và Tâm sẽ chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm nhanh và lẹ và dễ, những cái mẫu móng mà rất là dễ để cho anh chị cùng nhau vẽ và chia sẻ kinh nghiệm với Tâm nha. Thì giống như video nào Tâm cũng nói đó, khi mình bỏ nước bóng á, là phải nhớ khóa cái đầu móng giùm Tâm nha. Thì khi mà mình khóa đầu móng kỹ như vậy rồi thì khách họ quay lại là sẽ không bao giờ bị mất nước sơn nha mọi người. Thì mọi người thấy không, trong vòng tích tắc khoảng 5-6 phút thôi là mình đã sơn xong cái bộ móng treo này rồi, thấy chưa? Nè, thấy chưa? Rồi mình sẽ khóa cái đầu móng lại nè. Thì cũng có nhiều anh chị sẽ hỏi Tâm là ô Tâm sơn như vậy mà Tâm không có sơn cái base, bộ nó không tróc ra hay sao? Thì anh chị lưu ý giùm Tâm là chỉ cần mình cố gắng khóa cái đầu móng thì nó sẽ không dễ tróc cái móng của mình ra đâu nha. Thì cái mẫu này là mẫu French cho nên là Tâm phải bỏ hai lớp nước bóng nha mọi người. Tại vì nếu mà mình bỏ hai lớp như vậy thì nó sẽ dính cái móng bền đẹp và bóng cho người ta hơn. À và Tâm muốn nhắc anh chị mọi người nữa là cái lớp nước bóng thứ nhì đó mọi người, khi mà mình bỏ lên mình không cần phải khóa đầu móng nha. Tại vì mình đã khóa đầu móng cái lớp đầu tiên rồi đó, cho nên là lớp thứ nhì mình không cần phải khóa. Tại vì nếu như mà mình khóa đầu móng nhiều lần quá thì đôi khi cái móng nó sẽ bị mất cái shape đó mọi người. Rồi như vậy là cái lớp nước bóng thứ nhì mình đã bỏ xong nè. Mọi người thấy không, rất là dễ, rất là đơn giản. Thì nếu anh chị nào chưa có quen thì có thể tập trước ở trên móng nha, rồi hẳn sơn lên cho khách nha mọi người nha. Rồi sau khi mà cô khách đã hơ tay rồi thì Tâm sẽ chùi lại bằng alcohol nè, mọi người thấy không? Thì khi mà mình chùi alcohol xong rồi thì cái bộ móng người ta đã hoàn thành nha mọi người nha. Thì Tâm xin nhắc lại một lần nữa là nếu anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh của Tâm á, thì giúp Tâm đăng ký giùm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống ở Mỹ. Tâm cảm ơn anh chị và mọi người rất nhiều đã bỏ ra chút thời gian để xem video của Tâm. Bây giờ là cái mẫu móng của mình đã hoàn thành rồi nè. Mọi người thấy không, rất là dễ thương đúng không? Đơn giản và dễ làm nữa. Tâm chúc anh chị và mọi người vẽ mẫu móng V-French này thành công nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh giúp Tâm giùm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Tâm hẹn mọi người trong những video sau nha. Chúc mọi người thành công. Bye mọi người.